Hôm trước thi ra lối chị tôi thua nặng lề. Em nhắc đến chị lại muốn thi lại. Thi lại chị vẫn thua thôi. Thế em có nhắm đấu với chị không? Đấu luôn. Đi tìm chị Dương. Ok. Đi. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi. Chị Dương ơi. Hôm nay hai đứa đến đây tìm chị có chuyện gì đấy? Hôm nọ chị Tú thi hát lối với Yên thua nên là hôm nay muốn thi lại. Thế thi hát lại thì hát về chủ đề gì? Em không biết. À, để em cầm cho. Này qua. Dạ? Chủ này chị lấy cho chim mà. Hả? Sao chị không nói trước làm em uống rồi? Nói vậy chứ chị lấy nước lọc cho chim uống đấy. Nhưng mà may chị chưa cho chim ấy. Thế thì hôm nay hát nối theo chủ đề, trong lời bài hát phải có con vật nha. Hả? Còn có hơn lần trước. Thế thì em có dám thi không? Cảm em thi luôn sợ gì. Rồi rồi, đi thôi. Đi rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Các bạn ơi, tối hôm qua mình luyện giọng cả đêm rồi, sao hôm nay lại quên nhỉ? Đấy là chuyện của em thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, bây giờ sân khấu sẽ bắt đầu. Nha, bây giờ em nghe cho chưa nha. Một con vịt sẽ ra hai cái bắp. Nó kêu rằng cắp cắp cắp, cắp cắp cắp. Đấy, thế là mình đã có con vịt rồi các bạn ạ. Đúng bạn Tú. Hát đi. Chị ông no. Oh no, chị bay đi đâu, về đâu? Đấy, các bạn ơi, mình sẽ đá của con ong rồi đấy. Được, tốt, đến Minh Anh. Con voi rồi. Chết, mà đã thiếu con voi á? Hát đi, hát đi. Chú voi con ở bàn nôn, chưa có mà lên còn trẻ con. Thế là Minh Anh đã có con voi rồi các bạn ạ. Vậy là vòng một đã qua. Bạn Minh Anh và bạn Tú đã mang lại cho mình một điểm rồi các bạn ạ. Bây giờ phải đến vòng 2. Nào, nghe cho kỹ nhá. Chị hát nhanh. Chú là chú ếch con, hai lên quá rồi.
lần đầu tiên Thiên Thí Sinh đi thi bị loại mà vui như bạn Minh Anh ấy các bạn ạ. Quả thật chị Tú luyện giọng cả đêm đánh bại được mình. Thôi em chào các chị nhé, các chị hát vui vẻ nhé, bye bye. Ừ, có phần thưởng của người chiến thắng là tặng cho em. Các bạn ơi, bây giờ chỉ còn mình với Tú thôi, không biết tôi sẽ dáng sức đến đâu các bạn ạ. 4 3 2 1 đi bán lợn con vẫn đi chẳng được lon ton chạy về. Đấy các bạn ơi, mình đã có con lợn rồi. Bây giờ sẽ đến bạn Tú. Nào, thời gian đây này. 5 4 3. Nào hát đi. Đi chăn bò có cái giật thật tôi không đi. Đấy, mình đã có con bò rồi các bạn ạ. Bạn Tú rất là thông minh các bạn ạ. Tôi chỉ đã có một con bò rồi. Về nhớ thịt bò sau chị đấy nhá. Các bạn ơi, bây giờ sẽ đến lượt mình các bạn ạ. Em nghe đây này. Đừng tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Đấy, vậy là mình đã có một con ông và một con bướm rồi đấy các bạn ạ. Ui ôi. Em đang làm cái gì đấy? Em đang uống để hát cho nó trôi giọng chị ạ. Trời ơi, vậy là Tú mình để hát cho nó trôi giọng các bạn ạ. Quá hiểu. Hình như cái lần mình thử thách em Tú thế là em Tú nghiện luôn rồi. Vâng, vâng, em nhiều mà. Ôi trời ơi. Được rồi, thì em hát đi. Vâng. Chú chích bông bên tẹo teo, từ cần hoa sang cần bưởi. Đấy, mình đã có con chim chích bông rồi đấy. Bạn Tú rất là thông minh các bạn ạ. Vậy mình cũng phải làm hơi sữa để cho nó trôi giọng các bạn ạ. Ôi, làm gần hết cái bình sữa của em rồi. Ôi, thì uống nhiều thì nó mới trơn giọng được chứ. Bây giờ mình sẽ hát các bạn ạ. À, đúng là khi uống sữa không thông minh hắn các bạn ạ. Con đường xưa em đi lên mà chị ơi, cái gì? Làm gì có con vật đâu hả chị? Thì có con đường đấy. Đường đâu phải con vật đâu. 5 4 4 4 4 4 4 4 đấy là con đường. 5 4 3 2 1 hết giờ. Yeah, mình là người thắng cuộc. Yeah. Ui giời ơi các bạn ơi, mình nhớ nhầm rồi các bạn ạ. Còn con vật chứ không phải là con đường. Vậy là hôm nay bạn Tú của chúng ta đã chiến thắng rồi các bạn ạ. Và phần thưởng của người chiến thắng đó chính là một bình sữa. Có ngon không em? Giống như hồi xưa em bố mình không? Ôi dồi ôi, có nó luôn. Thôi bây giờ chào tất cả các bạn nha. Các bạn xem video đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông.